vậy? Bữa nay bộ sắp đi thi người mẫu hay gì mà đi chân bắt qua bắt lại nữa? Ờ, đúng rồi, tôi sắp sửa thi nét tóc ba đồ. Lại Việt ơi, chị có nhìn kiến chưa? Ngày nào không soi. Thân hình thể thao, chiều cao 1.5m, ngồi ghế salon, chân không chạm đất. Chị nè nè nè, tôi nói con cầu nét tóc mà đồ, cô làm việc cô xỏ siêu tôi vậy, cô tin là tôi lấy cái xe tôi xiên cô tôi nướng với bạn không hả? Trời ơi chị, làm gì nóng vậy? Mà em hỏi thiệt, hôm nay chị bị sao hả? Khó nói lắm á. Khó nói làm sao? Trời ơi, mà hứa nghe hứa biết là không có nói cho ai nghe. Trời ơi, chị yên tâm đi, em uy tín lắm. Chị nói, em đảm bảo chị, chỉ có một mình công ty mình biết thôi. Trời đất ơi, bà nói bà bảo biết cả công ty biết kìa, công ty biết bao nhiêu người, thiệt thôi á. Ê, 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 em lộn, chỉ có một mình em biết thôi. Chứ chị, câu chuyện này cũng tế nhị, khó bị ngứa. Trời ơi, ngứa, ngứa thì mình gãi. Nhỏ nhỏ bà, nhỏ nhỏ bà, hay quá à. Ngứa cái chỗ kín đáo, chỗ tế nhị cho mà không có gãi được, chứ gãi nói gì nữa. Chỗ kín đáo hả? Là chỗ nào? Chỗ đó đó. Chỗ đó đó. Trời, cái gì mà nó cười hoài vậy trời? Trời ơi, em thấy chị sạch sẽ lắm mà. Sao tự nhiên chị nói chị ngứa chỗ đó đó là làm sao? Thì đó, không biết làm sao nữa. Bị ngứa nửa tháng nay khó chịu đi. Khó chịu cũng chết luôn vậy. Chị đi khám chưa? Trời đất ơi, cái chuyện này ta xấu hổ cũng chết. Ta mắc cỡ cũng chết. Ai giấu bụng hết mà biểu đi khám. Trời ơi, chị đừng có ỷ y nha. Chị hả, bị ngứa kiểu này thì em nghĩ là chắc là chị bị viêm âm đạo đó. Mà hả, viêm âm đạo là có thể có nhiều nguyên do khác nhau lắm. Rồi nhiều sao? Khi là bị vi nấm hoặc là bị cái gì đó, nhưng mà tốt nhất chị nên đi khám. Còn nếu không khám thì sao? Chết. Trời ơi, trời ơi, thiệt không ai như cô hết trơn á. Trời ơi, thí dụ biết người ta bị bệnh mình phải an ủi, mình nói phải sao lạc quan cho cái người bệnh nhân ta vui vẻ yêu đời. Tự nhiên phá vô chịu chết là cô chết á. Trời ơi, cô nghĩ sao vậy nè? Làm như là tôi là con người không có biết gì hết trơn. Trời ơi, đừng có thấy tôi cái mặt hiền hiền, cô hù tôi hả? Trời ơi, viêm âm đạo làm như là ung thư thời kỳ cuối chứ. Thôi chứ. Đi, em nói chị nghe nha. Chị sẽ không chết liền đâu, mà nó sẽ hành hạ chị sống dở chết dở. Lúc đó là tiêu luôn đó. Em nói đó, liệu mà tính đi nha. Ghê, chỉ là ngứa thôi mà. Trời ơi, có khi nào nhỏ này nó đúng không trời? Thưa bác sĩ Nguyễn Thái Hà, vậy thì cái tình trạng mà nó tái đi tái lại về cái việc mà viêm nấm candida đó thì nó sẽ gây đến những cái biến chứng gì ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ đó? Cái này thì nó rất là tế nhị, ít khi mà các chị em chia sẻ cái bệnh phụ khoa với người chồng lắm. Đấy, và chính vì không chia sẻ với lại ông chồng mình cho nên là mình điều trị nó không được toàn diện. Đấy, cho nên rất là khó. Và chính cái áp lực này sẽ làm cho người phụ nữ mất tự tin trong cuộc sống, mất tự tin trong cái quan hệ gia đình. Mình mà bị tái nhiễm nhiều lần, cứ tái phát đi tái phát lại hoài này, vì cái hệ sinh dục của người phụ nữ nó rất là đặc biệt, nó gần như là một cái ống ở bên ngoài là cái cửa mình, sau đó tới âm đạo, tới cổ tử cung, tới tử cung, rồi tới hai cái ống dẫn trứng. Nếu cứ viêm nhiễm hoài cái cửa thì nó sẽ lan vào phía bên trong, và đấy chính là một trong những nguyên nhân đưa đến cái hiếm muộn, một trong những nguyên nhân đưa đến cái tình trạng thai ngoài tử cung rất là khó chữa. Đặc biệt là nếu mà trong thai kỳ mà chị em phụ nữ bị nhiễm nấm này á, mà không chữa được tới nơi đến chốn á, thì nó lại gây ra một cái tác hại rất là khó chịu. Là gì? Khi bạn sanh ra, cái âm đạo bạn bị viêm nhiễm nấm thì nó sẽ bở nát. Đầu em bé đi tới đâu cái âm đạo bạn rách tới đó, rất là khó may. May cực khổ cho cái người đỡ sanh. Chưa nói đến cái đứa bé con của mình đi qua cái âm đạo của mình mà bị nhiễm nấm, đứa bé có thể sẽ bị nhiễm nấm từ người mẹ. Mà đặc biệt là bạn có hay nghe cái người ta nói con đẹn miệng đó, đấy, nó bị nấm ở miệng, rồi thậm chí nấm ở phổi nữa, nấm da, cái đó rất là khó trị cho quá em bé. Nguy hiểm nha.